Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện giờ Minh Toàn đang có mặt tại gần ngã tư Sở, tức là tuyến đường Nguyễn Trãi của thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Và hiện giờ thì Minh Toàn đang lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi để vui mừng cùng với đội tuyển Việt Nam vào vòng bán kết của ASEAN năm 2018. Hôm nay Minh Toàn lưu thông để ăn mừng với quý bà con cô bác cũng như là đội tuyển Việt Nam, thì bên cạnh của Minh Toàn còn có rất là nhiều em gái xinh đẹp để cũng đi ăn mừng như Minh Toàn, lên đường như Minh Toàn. Và quý bà con cô bác có thể cảm nhận được qua hình ảnh của Minh Toàn truyền đạt tới quý bà con cô bác năm nay. Và trước mặt quý bà con cô bác là ngã tư Sở của Hà Nội. Có em gái em trước xinh đẹp quá bà con ạ. Em đấy xăm trổ bên bả vai và đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, cực kỳ là ngưỡng mộ. Minh Toàn mất dấu của em đấy mất rồi. Và Minh Toàn xin tạm dừng tại ngã tư Sở này một chút để cho quay lại hình ảnh ngã tư Sở cho quý bà con cô bác được biết thêm nhé. Để mà nói thì bây giờ Hà Nội bây giờ là đang tắc đường toàn diện luôn rồi quý bà con cô bác ạ. Hai em gái xinh đẹp quá. Em gái này dáng đẹp quá.
Việt Nam chúng ta thì mỗi lúc mà nói không yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam thì không phải, nhưng mà để mà đội tuyển bóng đá của quốc gia mà lọt vào một cái vòng như thế này thì ôi thì rất là nhiều cổ động viên yêu mến. Ôi xinh quá, đây là em gái mà đứng trên xe để cổ vũ cho bóng đá Việt Nam. Thật là thú vị khi ra đường gặp những em gái xinh đẹp như thế này để đi cổ vũ cho bóng đá Việt Nam. Và mình toàn xin phép quay lại tuyến đường này nhé. Rất là nhiều em gái xinh đẹp để đi cổ vũ. Và không ngoại trừ những cô chú đã có tuổi và đứng quay những cái video để gửi lên cho quý vị và bạn. Trước mặt quý bà con cô bác là khu đô thị Ryan City. Đây là khu đô thị Ryan City. Và mình toàn đang lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi của Hà Nội. Đây là một cái cầu vượt để dành cho người đi bộ, nhưng mà người đi bộ bây giờ không đi nữa mà đứng lại để xem màn cổ vũ và chào mừng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đây, quý bà con cô bác có thể nhìn thấy phía bên kia đường tràn ngập lá cờ của màu cờ cờ đỏ sao vàng Việt Nam.
những ai mà không đi lượn xe như Minh Toàn có thể đứng bên đường như thế này để cổ vũ cho bóng đá của Việt Nam của chúng ta. Và đây là tuyến đường Nguyễn Trãi của Hà Nội ngày nay bà con cô bác ạ. Đây là những cái màn ăn mừng của sau khi mà bóng đá đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào vòng bán kết của ASEAN 2018. Chạy theo cô bé yêu bà con cô bác nhé.
Minh Toàn lưu thông trên tuyến đường này ngược chiều bên này thì nó đỡ tắc, nhưng mà bên kia thì đang còn tình trạng tắc đường. Ôi em gái xinh đẹp quá. Đây là một cô em rất là xinh đẹp, hai đôi bạn trẻ đang đi cổ vũ ăn mừng bóng đá. Lúc này em có phàn nàn là tại sao mà đi cổ vũ bóng đá anh không mua cờ cho em để em cầm, nhưng mà anh bảo là cờ 60.000 một lá cờ thì cầm làm gì.